Campuchia vừa khánh thành sân bay mới và lớn nhất nước này, một dự án do Trung Quốc tài trợ. Sân bay quốc tế Siem Reap Angkor nằm trên một khu đất rộng 700 hecta, cách quần thể di tích Angkor Wat khoảng 40 km về phía đông. Siem Reap Angkor còn là sân bay lớn nhất Campuchia và có đường băng dài 3.600 m, theo hãng tin AP. Sân bay Siem Reap Angkor dự kiến phục vụ 7 triệu hành khách mỗi năm và có kế hoạch sẽ tiếp tục phát triển để có thể phục vụ 12 triệu hành khách mỗi năm bắt đầu từ năm 2040. Tuy sân bay này đã đi vào hoạt động từ hôm 16 tháng 10, với chuyến bay đầu tiên hạ cánh ở Thái Lan, nhưng lễ khánh thành lại được tổ chức hôm nay, 16 tháng 11. Lễ khánh thành sân bay Siem Reap Angkor do Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên, tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam Trung Quốc Vương Dữ Ba cùng một số quan chức hai nước Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Humanet cho biết sân bay cũ nằm quá gần các ngôi đền thuộc quần thể di tích Angkor Wat, làm dấy lên lo ngại những chuyến bay sẽ ảnh hưởng đến phần móng của ngôi đền. Trong khi đó, thay mặt chính phủ Trung Quốc, tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam Vương Dữ Ba cho biết việc khánh thành sân bay Siem Reap Angkor thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương. Sân bay Siem Reap Angkor mới được xây dựng với tổng kinh phí khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Sân bay Quốc tế Angkor Campuchia, một thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Vân Nam Trung Quốc với hợp đồng BOT, hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao kéo dài 55 năm.